Nếu như đem lỗi của người khác để vào trong tâm của mình thì sai lầm hoàn toàn rồi. Điều này chính là đem lỗi của người khác làm thành lỗi của chính mình. Bạn nói xem, người này có khờ dại hay không chứ? Còn có một dạng người khác nữa là vẫn sợ tội nghiệp của chính mình tạo ra vẫn còn ít, lỗi lầm chưa đủ nên đi khắp nơi dò hỏi lỗi lầm của người khác đại đức thời xưa nói với chúng ta biết nhiều việc thì phiền não nhiều quen nhiều người thì thị phi nhiều hai câu này là lời nói chí lý vì vậy người tu hành thật sự biết càng ít việc càng tốt nếu việc này đối với chính mình không có quan hệ gì thì không cần biết nếu như biết thì sẽ tăng trưởng phiền não chấp trước của chính bạn tăng trưởng tập khí nghiệp chướng của chính bạn rồi vì thì đâu cần phải làm những việc như vậy Tôi học Phật 48 năm Sở trường của tôi chính là biết rất ít sự việc Tôi không những không dò hỏi việc của người khác Các bạn thường xuyên tiếp xúc với tôi Hơi để ý một chút liền biết là Có rất nhiều người khi gặp tôi Tôi từ trước đến nay Chưa từng hỏi người đó Họ của bạn là gì Tên của bạn là gì lại càng không hỏi bạn ở chỗ nào số điện thoại của bạn là bao nhiêu tôi tuyệt đối không hỏi chỉ có người khác tìm tôi tôi từ trước đến nay không tìm qua người khác tôi cho rằng việc này đối với tôi không có quan hệ gì tôi không cần thiết phải biết tuyệt đối không dò hỏi việc của người khác có người đến nói với tôi chuyện đúng sai của người khác thì tôi lập tức ngăn lại vì sao vậy vì tôi không muốn nghe. rồi có người lại nói pháp sư à, có người nói xấu ngài, thì tôi lập tức nói được rồi, hãy dừng lại ở đây, tôi biết rồi, không cần nói nữa. vì sao vậy? là vì những người nói tôi đều là những người tôi quen biết. tôi hy vọng gìn giữ ấn tượng tốt nhất như thổ ban đầu gặp mặt giữa chúng tôi, không được phá vỡ cái hình ảnh đẹp đó. trong lòng tôi mọi người đều là người thiện cái gọi là chuyện đúng sai không vui đó là gì họ nhất thời hiểu lập tôi sẽ không để việc đó ở trong lòng mình cho nên cuộc sống của tôi rất tự tại rất hạnh phúc rất mỹ mãn hạnh phúc là do chính mình tạo nên chứ không phải do người khác ban cho bạn tầm của bạn thiện vì tiêu chuẩn của thiện là gì là chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi đó chính là tâm thiện tôi ngày ngày hạ công phu trên những điều này ngày ngày nỗ lực tinh tấn trên điều này những việc của chúng sanh chúng ta tận tâm tận lực giúp họ tôi đã làm được rất viên mãn không hổ thẹn với lòng mình còn bạn nghe lời hay không là việc của bạn bạn có hiểu hay không là việc của bạn bạn có thể làm được hay không cũng là việc của bạn không can hệ gì với tôi tôi không can dự vào chư phật bồ tát đều không can dự thì tôi đâu có cần nhiều chuyện chứ ý niệm thiện chính là niệm lời giáo huấn của thánh hiền nhân hàng ngày đọc kinh niệm lời giáo huấn của thánh hiền nhân đem những thiện tâm thiện hạnh của bạn thực hiện vào trong cuộc sống Thực hiện giàu trong việc xử sự đối người tiếp vật Đó chính là hành thiện rồi Trích lục từ Thái Thường Cảm ứng Thiên Giảng Giải Tập 86